Thưa quý khán giả, bộ đếm lùi giây tại các giao lộ giúp cho người đi đường nhận biết để có cách ứng xử khi gặp đèn giao thông. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, vẫn có tình trạng người dân tăng tốc cố vượt nhanh khi đèn xanh chỉ còn vài giây, hoặc là người đứng trước bị bóp còi nhắc nhở dù đèn vẫn còn đỏ. Vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã thí điểm bỏ đếm thời gian cho đèn tín hiệu giao thông ở một số giao lộ lớn. Vấn đề này đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Tại các giao lộ thí điểm, chốt đèn tín hiệu giao thông thay vì điểm lùi thời gian về số 0 như bình thường, thì sẽ chỉ hiển thị màu xanh, vàng và đỏ theo từng chu kỳ. Tùy thời điểm và lượng xe qua nút giao, chu kỳ đèn cũng sẽ linh hoạt điều chỉnh theo thời gian khác nhau. Tuy nhiên, một số người dân cho rằng việc bỏ đếm giây khiến người đi đường dễ dừng đột ngột, dễ gây tai nạn, nhất là với ô tô. Một tài xế chia sẻ, đúng ra phải lắp đèn đếm ngược ở tất cả trụ đèn, không ai đi ngược dễ hết. Tài xế có kinh nghiệm thấy 2-3 giây là người ta bỏ và dừng lại rồi. Giờ không đếm vậy ai cũng sợ bị vượt đèn, tốc độ lưu thông bị nghẽn lại, trong khi hiện tại giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh vốn đã quá tải. Phía các chuyên gia lại cho rằng nên nghiên cứu bỏ đếm giây trên đèn tín hiệu giao thông để thay đổi hành vi của người tham gia giao thông. Giai đoạn chuyển tiếp giữa đèn xanh và đỏ là đèn vàng. Chu kỳ đèn ở mỗi nút giao cũng được thiết lập tùy theo tình hình giao thông thực tế, giúp luồng xe này kịp thoát qua giao lộ trước khi luồng xe hướng khác xuất phát, hạn chế xung đột. Do đó, nếu không biết thời gian, sẽ hình thành thói quen giảm tốc độ khi qua ngã ba, ngã tư. Tiến sĩ Dương Như Hùng, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, nhiều thành phố ở các nước phát triển đã không sử dụng đèn giao thông đếm ngược, nhưng đặc thù giao thông ở mỗi nơi mỗi khác nhau, nên việc Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm trước khi bỏ hẳn là cần thiết. Sau thời gian thí điểm, cần đánh giá và so sánh cái được và chưa được để có cơ sở khoa học nhân rộng hay dừng. Đại diện Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận định, qua thí điểm việc bỏ đèn đếm giây, đơn vị này nhận thấy có cả ưu và nhược điểm. Việc bỏ đèn đếm giây vẫn đang trong quá trình thí điểm và đánh giá chứ không bỏ hết. Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới sở sẽ tiếp tục thí điểm bỏ đếm giây pha đèn đỏ và mở lại đếm giây ở pha đèn xanh. Ngoài ra, sẽ ghi nhận thêm các quan điểm của các chuyên gia về giao thông, ý kiến người tham gia giao thông và tham khảo thêm các quốc gia khác để có điều chỉnh phù hợp. Ngoài ra, việc bố trí đèn có đếm ngược hay không cũng cần tính đến từng loại nút giao, các hướng giao cắt. Như giao lộ nhỏ, không có đèn đếm giây có thể hạn chế rủi ro tai nạn như xe chạy nhanh, vượt đèn. Ngược lại, với giao lộ phức tạp, đèn đếm giây sẽ giúp tài xế chủ động điều chỉnh vận tốc và chuyển làn từ xa. Thực tế, khi tham gia giao thông, ý thức chấp hành luật giao thông vẫn là quan trọng nhất. Về quy tắc, khi đến giao lộ là phải giảm tốc độ, cho dù đèn vàng hay đèn xanh còn vài giây.